Step wells. Looking at the word step wells, you were going to think of the word step and wells. Step wells are not about the steps on which you need to walk or to climb in order to go from this place to the well. It's not about the ladder of steps. It's not about the stairs in which you will have to climb lots of steps to get from the crowd, okay, to the well. It's not about that. Step wells, this word, okay, it is about the structure of the well. Inside the well, people will construct lots of steps on the walls of the well. So that is the word step wells. Như vậy khi mình nhìn vào một cái bài đọc thì cái tất nhiên là mình phải chú ý đến cái chủ đề, cái từ đầu tiên là cái từ cho mình những cái gợi ý về cái nội dung của bài đọc. Thì khi mình nhìn vào cái chữ step wells, mình sẽ bị nhầm lẫn là những cái bước đi. Một số bạn đọc từ step wells thì một số bạn sẽ cảm nhận được là để đến được cái giếng đó, để đến được đờ cái well đó, tôi phải đi từng bước, I need to walk step by step thì tôi mới được đến được cái giếng đó. Hoặc để đến được cái giếng đó tôi phải leo lên những cái bậc thang rồi, ok, và tôi sẽ phải leo lên từng bước thì tôi mới được cái giếng, tôi mới đến được cái giếng đó là sai. Cái từ step wells ở đây nó đang nói về cái cấu trúc bên trong của cái giếng, bên trong của cái giếng, xung quanh thành giếng, ok, around the wall of the well, thì xung quanh thành giếng người ta sẽ xây những cái bậc thang, thì người ta khoét ở cái construct, người ta khoét những cái bậc thang vào bên trong thành giếng. Thì cái chức năng tại sao khoét bậc thang hay là tại sao như thế này, tại sao như thế kia thì mình sẽ không bàn luận ngay cái từ ngay ngay khúc đầu này, mình sẽ đi tiếp tục. Alright. A millennium ago, 1,000 years ago, step wells were fundamental to life in the driest parts of India. Fundamental to. Something is fundamental to something else, or some things are fundamental other things. Fundamental to, it means a foundation for something. A thing that you must have in order to maintain your worth or in order to earn your life. That is fundamental too. So when you say step wells were fundamental to life, it means step wells are the things that we must have in order to maintain and earn a life. So that is fundamental too. In the driest parts of India, driest in the in the parts, in the place in which you cannot see, okay, any kinds of rains from the sky, or a place in which, okay, the water, okay, there's no water at all, and the humidity level in that place is alarmingly low. So that is the word driest. A millennium ago, một thập niên kỷ trước đây. Nếu mà dịch theo tiếng Việt mà một thập niên kỷ thì mình sẽ bị loạn trong cái kiến thức ấy. Tại vì mình phải nhớ cái từ thập niên kỷ là gì nữa, mình phải đi vào cái gốc, cho nên khi mà mình tìm hiểu cái nghĩa của từ thì mình cứ suy từ cái gốc của từ ra. Nói về một thập niên kỷ trước đây thì mình cứ nhớ là 1.000 năm trước đây, cho nên trong tiếng Anh thì cái từ millennium dịch ra là thập niên kỷ. Nhưng mà giờ không hiểu thập niên kỷ là gì thì làm sao làm bài, thì hãy nhớ cái gì mà millennium thì cứ nhớ cái gốc của nó là 1,000 years ago. Còn những cái tên mà kỳ cổ, cái tên phong phú theo kiểu tiếng Việt á, nhớ cũng được mà không nhớ không quan trọng, chỉ cần nhớ cái gốc là 1.000 năm trước. A millennium ago or 1,000 years ago. Step wells were fundamental to life. Step wells là những cái giếng bậc thang. Nó là cái nền tảng của cuộc sống, nền tảng của cuộc sống. Như vậy khi mà mình nói là cái gì đó fundamental to, cái gì đó là cái gì đó, a foundation for cái gì. Ok, cái tiếp theo. Thì khi mấy bạn dùng từ fundamental to, đây là cái tính từ nha. Còn cách khác là gọi là a foundation for. Như vậy cái giếng bậc thang, những cái giếng bậc thang là cái nền tảng quan trọng cho cuộc sống ở những cái khu vực khô hạn nhất của Ấn Độ. Richard Cox traveled to northwestern India to document these spectacular monuments from a bygone era. Document. We have two ways of documenting. And the word document has two kinds of words. First, document is a file, or is a kind of book, or is a kind of movie from which we watch or from which we read in order for us to obtain historic knowledge. That is the word document as, okay, as a file. And the second function of the word document, that is an action verb.
When you document something, it means you will video record that thing in order to keep memories, or in order to keep information about those things. The second way for you to document things in life, that is by writing. People in the past, they used writing skill in order to document everything happening in the past, so that the next generation will read, okay, will be able to read what was going on in the past, okay, from their writing. Như vậy khi mình nhìn tới từ document, nghĩa thứ nhất của nó là tài liệu. Tài liệu là những tài liệu không phải nói về sách, mà tài liệu cũng không 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 chỉ áp dụng cho giấy. Mấy bạn in ra giấy thì mấy bạn gọi là tài liệu. Cái từ trong tiếng Việt mà gọi là tài liệu nó làm cho mấy, nếu mà mấy bạn đang ở trình độ thấp nha, thì cái từ tài liệu á, mấy bạn sẽ ngộ nhận là những cái gì mà liên quan đến sách, liên quan đến báo chí, liên quan đến giấy, in ra giấy thì gọi là tài liệu. Nó không có đủ cái nghĩa, không có đủ cái phạm vi. Cái từ tài liệu ở đây á, nói về một cái bộ phim tài liệu nè, hay nói về cái gì mà nó cung cấp cho mình những cái kiến thức và những cái thông tin về lịch sử, thì mình gọi đó là tài liệu. Sách cũng được, báo cũng được, phim ảnh cũng được, hoặc một cái clip trên TikTok, hoặc là một cái clip nào đó trên cái phương tiện truyền thông, đều đưa cho mình cái kiến thức về lịch sử, thì mình đều gọi nó là tài liệu, tức là document. Và nghĩa thứ hai của từ tài liệu, nghĩa thứ hai của từ document không phải là danh từ nữa, mà là động từ. Khi mà mấy bạn dùng cái từ document như là một động từ đó, có nghĩa là mấy bạn đang đang ghi gọi mấy mấy bạn đang quay lại mấy bạn đang quay lại để làm cái gọi là để làm một cái bằng chứng cho lịch sử, hay là mình đang quay lại cái tình huống đó để mình ghi nhận những cái thông tin cho cái thế hệ khác hoặc cho người khác có thể xem lại, thì đó được gọi là từ document. Mình có hai cách quay lại và ghi lại. Quay lại ở đây không phải là quay lại đối với người yêu cũ này nọ, quay lại ở đây có nghĩa là mấy bạn dùng camera của phone hoặc là của những cái thiết bị khác để mấy bạn quay lại, mấy bạn ghi lại cái tình huống đó. Còn mà cái cách thứ hai của cái việc mà mình giữ những cái thông tin để cho người khác có thể đọc và có thể hiểu và có thể ghi nhớ được, thì mình sẽ sử dụng cái hình thức document bằng cách là viết. Một số người sẽ sử dụng viết xuống, miêu tả xuống để cho người khác khi đọc vào thì người ta sẽ nắm được là mình đang muốn nói về cái gì. Thì đó là từ document. Document chỉ đơn giản là tôi quay lại toàn bộ cái tình huống của tôi để cho người khác có thể hình dung ra được là tôi đã trải qua những cái việc gì. Hoặc là tôi quay lại, ok, tôi document, có nghĩa là tôi lưu giữ lại những cái thông tin bằng cách là tôi viết, tại vì tôi chưa có cái phương tiện là phone để tôi quay, thì tôi sẽ viết xuống, tôi sẽ miêu tả hết để cho mọi người có thể đọc và mọi người có thể biết là tôi đang muốn nói về cái gì. Thì từ document là từ quay lại hoặc là ghi lại, đó là cái hình thức của từ document. Và ở đây nó đang mang cái chức năng như một động từ. Document, to document là một động từ, là người ta quay lại, người ta ghi lại, người ta lưu giữ lại những cái kỷ niệm. These spectacular monuments. Monument is a kind of building, is a kind of structure from which, okay, you will commemorate or you will memorize a special person. Đối với cái từ monument thì mình dịch trong tiếng Việt được gọi là đài tưởng niệm. Nghe nó có chữ đài tưởng niệm là mấy bạn sẽ hiểu sai rồi. Cái đài tưởng niệm thì mấy bạn nhớ nó, cái đài tưởng niệm đến một cái statue, giống như là một cái gọi là một cái tượng của một cái tổng thống hoặc của một cái người nào đó trong trong lịch sử đó. Mà mình nhớ đến thì người ta sẽ dùng từ monument, nghĩa là một đài tưởng niệm. Còn cái từ monument nghĩa thứ hai của nó thì nghĩa trong tiếng Việt là đài tưởng niệm, nhưng mà nghĩa gốc trong tiếng Anh nên monument chỉ là một cái kiến trúc hoặc là một cái tòa nhà mà người ta đã xây lên để người ta tưởng nhớ đến một cái nhân vật lịch sử, ok, a historic hero or a historic character, thì đó được dùng cho từ monument. Như vậy khi mà dịch ra tiếng Việt gọi là đài tưởng niệm thì hãy suy ra cho bằng được cái từ đài tưởng niệm chính thống trong tiếng Anh là gì nha, chứ đừng có xài xài như thế là sai hết và sẽ hiểu sai hết toàn bộ cái tình huống trong cái câu văn này. Richard Cox traveled to Northwestern India to document these spectacular monuments. Richard Cox traveled to Northwestern India, traveled to India to write about these fantastic buildings from the past, to write about these magnificent buildings which were built in the prehistoric period, which were built a long time ago in the past.
Nhưng mà người ta đang dùng cái cấu trúc được gọi là from a bygone area, bygone, prehistoric. Những cái giai đoạn mà trước đây trong lịch sử được gọi là rất là long, long, long time ago. Thì người ta sẽ dùng từ bygone như là một cái tính từ. Era, era. Đọc lên cái là gọi là kỷ nguyên. Nghe cái từ kỷ nguyên rất là khó hiểu trong tiếng Việt. Đặc biệt cái từ kỷ nguyên, nhưng mấy bạn đọc lên cái từ kỷ nguyên tiếng Việt còn không hiểu nó chi tiếng Anh đúng không? Như vậy đây gọi là from a bygone area. Sorry, from a bygone era. Mấy bạn cứ nhớ là from the prehistoric period. Prehistoric được gọi là cái chữ prehistoric, có nghĩa là những cái giai đoạn mà trước đây trong lịch sử. Và cái gì mà giai đoạn trước đây trong lịch sử thì mình nói, mình dùng có một cái từ được gọi là ở cái khoảng thời gian trước đây trong lịch sử, có nghĩa là thời gian xa, gọi là thời sử, thời xưa. Người ta sẽ dùng từ thời sử, thời xưa đi. Thời xưa thì lúc này mấy bạn sẽ dùng cái từ được gọi là in the prehistoric, in the prehistoric period, thời sử và thời sử thời xưa, hoặc là from a long time, okay, from a long time ago, và tiếp theo được gọi là in the past, back in the past, back in the past, right? These are the words for you to remember. From a bygone era, in the prehistoric period. Nhưng mà ở đây mình phải coi là you need to look at this word. What is from the bygone era? What is in the prehistoric period? They just want to talk about the monuments. They just want to say that. They just want us to pay attention to these monuments, which were built, okay? Which were built from a long time ago. They are not talking about when did Richard Cox document. They just want to say that the monuments were built from the long time ago, and Richard Cox, okay, came here to document, to video record, or to write about these monuments. Như vậy khi mình nhìn vào cái cấu trúc mà thời gian thì mình phải xác định cái khúc thời gian này nó đang áp dụng cho cái gì trong cái câu văn. Thì thường á, mình nhìn cái gì á, thì mình nhìn nghe cái khúc mà nghe cái từ ngay sát bên nó để mình tìm ra được cái hint, có nghĩa là tìm được những cái gợi ý. Thì ở đây from a bygone era có nghĩa là từ thời sử thời xưa, từ những cái giai đoạn mà xa xưa trong lịch sử, hoặc là từ một cái thời gian rất là lâu rồi trong lịch sử. Thì đây nó đang đứng ngay sau cái từ monument, có nghĩa là những cái kiến trúc đã được xây từ thời sử thời xưa đấy. Như vậy khi mình nhìn cái từ from này, người ta sẽ bị lẫn lộn là ông Richard Cox, ok, ông đến India để ông, ok, để ông ghi chép lại, để ông miêu tả những cái kiến trúc lịch sử từ thời sử thời xưa, thì người ta sẽ nhầm tưởng là cái việc mà ông ghi chép là rất là lâu trong quá khứ, rất là lâu trong lịch sử, chứ không phải nói về những cái kiến trúc này đã tồn tại từ trước đây. Cho nên thì cái khúc mà thời gian mình phải suy ra là khúc thời gian này đang nói về hành động, hay khúc thời gian này đang nói về một cái danh từ nào đó nó đang đứng trước cái từ from. Đó là mình phải định vị được cái thời gian nó đang áp dụng cho cái gì trong cái câu này. Mà cách định vị thì cái từ nào ngay sát nó thì nó là cái cách mà mình suy ra cái thời gian này đang áp dụng cho monument, chứ không phải cái thời gian này đang áp dụng cho cái chữ document là như vậy. Richard Cox traveled to Northwestern India. Richard Cox, okay, đã đi đến cái khu Đông Bắc của Ấn Độ để ghi chép miêu tả lại những cái kiến trúc độc đáo từ thời xa xưa. Ở đây thì mình đang có từ travel to. The first meaning of the word travel to means you go on a vacation, you go somewhere, you go to a specific place on a vacation or on a holiday. And the second meaning of the word travel to, it means it just means you go from this place to another place, but you have to travel, but you have to go for such a long way to get from A to B. Như vậy, khi mình dùng từ travel, nghĩa thứ nhất của nó là đi du lịch. Nghĩa thứ hai là mình di chuyển từ cái nơi này đến nơi kia, nhưng mà cái khoảng đường nó khá xa, cho nên mình sẽ dùng từ travel to để diễn tả là tôi đi từ nơi này cho đến nơi kia, hoặc là tôi chỉ muốn nói là tôi đi đến nơi này nhưng cái khoảng đường tôi đi rất là xa. Thì thay vì mình dùng từ I go to thì nó quá đơn thuần, thì người ta sẽ dùng từ travel to trong cái tình huống này. All right.